Hai ngày chúng ta khóa tu bình thường và lễ được 1.000 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái cách tu này càng ngày những đức càng rất là thích. Khi chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rất là đông, mà lễ xong rồi mỗi người mình công việc chia ra đều hết, nên cái thời gian mà của người tổ chức hay của người dự tu đều bình thường hết trơn quý vị. Chúng ta không cần phải bận tâm gì hết. Đây là một cách rất hay mà chúng ta cũng như những người cùng cộng tu để mà cầu sanh cực lạc. Quá tuyệt vời. Như 2 ngày lễ Quan Âm Bồ Tát quý vị thấy rằng là rất khỏe. Từ đó về những đức lễ Quan Âm Bồ Tát lần này là những đức lễ khỏe nhất. Rất khỏe luôn quý vị nha. Mà công nhận lễ quá an lạc. Lễ mà nó người nó rằng rằng lằng rằng nó cảm giác được cái lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì mình không có cần bận tâm gì hết quý vị à. Không cần bận tâm gì hết. Giống như chuyên tu luôn, lo tu tập thôi, không cần bận tâm là giờ này mình lễ Quan Âm mà bên ngoài sao làm sao, công việc sao làm sao gì hết, họ lễ Quan Âm thôi. Nên khi vào lễ Quan Âm nó an lạc vô cùng, mà những đức lễ an lạc thì tự nhiên quý vị cũng bị ảnh hưởng luôn. Chứ những đức lễ mà giáo giác rồi không an lạc gì hết, quý vị cũng bị ảnh hưởng, nó bị thu hút kéo theo quý vị. Nên từ nơi đó mà cái cách tu này quá đặc biệt quý vị, quá đặc biệt. Như hồi tối mà cái lễ Bồ Tát Quán Thế Âm buổi tối đông lắm, vì biết rằng là nhóm 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 đòn 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 mà tập trung từng gia đình, mà quý vị biết rằng là quá đông luôn, nhất là ở miền ngoài là nhiều lắm luôn á, rất nhiều gia đình, mấy chục người, mà nhiều lắm. Nghĩa là mình soạn lên hết tất cả những cái nhóm gia đình mà mấy chục người đông, quá đông. Rồi mỗi người ví dụ như đa phần là giá chót 2 người, ví dụ nhiều lắm. Ta rủ thêm một người, thì cái lượng người tối mà lễ Quan Âm Bồ Tát đông, đông vô cùng. Nó nên nhiều gian chia sẻ để lễ Quan Âm Bồ Tát. Xong rồi gọn hơn, không cần bận tâm gì hết quý vị. Không cần bận tâm gì hết. Cũng không có ồn ào rồi để mà làm phiền cái địa phương nơi đó, hay là những người làm việc người ta phải bận tâm vì chỗ tập trung đông đúc. Quá hay. Rồi sáng mình lễ Phật đường thờ, mà công nhận cái môn lễ Phật này hay thì quý vị, bởi vì lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe, dụng công tu rồi mới điều chỉnh cái môn lễ Quán Bồ Tát này. Cái dụng công tu á mình mới biết, rồi mình mới điều chỉnh cái phương pháp lễ Bồ Tát Quán Thế Âm phù hợp. Quý vị biết cái phương pháp lễ Phật này nghe, càng lễ về sau càng khỏe, giống như chúng ta thường là lễ háo hức quá, cái nước đầu lễ dữ quá, nên chúng ta về sau chúng ta rất mệt, luôn. Có nghĩa là mình lễ sao mà càng về sau càng khỏe thì đạt. Nghĩa là lễ Quan Âm Bồ Tát là càng về sau càng khỏe. Lễ là giống như nó thèm luôn. Nên quý vị biết rằng là sắp xếp một cái nơi tu tập, có một cái phòng quan trọng. Những đứa thấy rất quan trọng luôn. Nó có một cái phòng tu cho yên. Nhà mà có được một cái phòng tu yên đặc biệt lắm. Rồi mình dám đầu tư cái phòng tu đó, mình gắn cái máy điều hòa. Thật sự khi lễ Quan Âm Bồ Tát vì mình quá sức mồ hôi nhiều, nó bị mất nước, khi lễ xong người khô chứ mệt cực kỳ mệt luôn. Ở đây cái cô chủ nhà cố gắng cái máy điều hòa chỗ này, khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm vì không sức mồ hôi miếng nào luôn, xong bình thường không có một cái vấn đề mệt mỏi gì hết. Đúng là nó trợ duyên lớn vô cùng. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là
Cái đầu tư chỗ này nó rất quan trọng cho cái tâm tư mình để tu. Hỗ trợ rất lớn lúc trước mà lễ tèm nhem tuốt nhuốc mình lễ kinh khủng thiệt. Lễ xong mà đi là đi không nổi gì luôn, mệt á. Lúc trước lễ mới quan Thế Âm Bồ Tát rồi xong đi về cũng không nổi luôn. Nhất là 3.000 lại là nhớ tới giảng ốc mình luôn, chứ không phải chuyện dẫn chợ. 3.000 lại nhớ tới giảng ốc mình luôn. Nhưng Đức nói bây giờ mà như Đức lễ 3.000 lại nghe là khỏe này. Tại vì sao? Vì biết cách rồi. Biết cách thì biết. Bây giờ lễ khỏe vì mình biết cách, không phải dùng sức quá mà lễ rất đạt luôn. Thì ra rõ ràng là có những cái mà mình dùng sức quá nó cũng không thành công. Ví dụ như Đức nói chuyện gì quý vị, có ai đau chân thì thẳng chân, không sao. Nên quý vị biết rằng là mình vừa tu tập được mà mỗi người mình cũng có sức khỏe để mình làm việc. Nếu như bây giờ lễ xong mà đi bại, không làm được gì chứ, nó nói chứ. Nó cũng bị trở ngại đó quý vị ơi. Nên những Đức nó thật sự, Phật sắp xếp cho mình sao mà mình suy nghĩ ra cái cách tu mà ở trên room này đúng là lạ kỳ như vậy. Đấy. Mà đột phá nha quý vị. Nghĩa là chương trình tu trên room mình giờ đột phá, gọi là những Đức nói nếu mà cái đà này nghe nửa năm sau, cái chương trình tu trên room của mình là thôi, những Đức nghĩ là trong nước ngoài nước là thôi, đừng có nói nữa. Nó tiếp tục là nó hình thành cái chương trình tu ở trên mạng internet này, là trên room này là thôi, mạnh đừng nói nữa. Chứ thêm cái được cái cách mình mà hướng dẫn mà dùng con người để mà phát động quý vị để tu á. Ví dụ như hơn 3.000 thành viên hồi tối là đông lắm luôn, rất nhiều trang chia sẻ cái phương pháp lễ Quan Âm. Mà quý vị biết rằng là nhờ con người, mỗi một con người để mà quảng bá ra, nhờ con người quảng bá ra, nghĩa là mình ở đây thôi mà nhờ con người quảng bá ra, mình cũng quảng bá, con người quảng bá cách tu này luôn. Rồi từ từ hình thành ngày thứ bảy chủ nhật, thì tin ngày thứ bảy chủ nhật giết rồi, như cái ngày lễ Quan Âm Bồ Tát nè, giết rồi từng gia đình người ta sẽ quảng bá ra và người ta tập trung người từng gia đình nè. Nó không quy tụ một nơi nào hết, nhưng mà nó khắp nơi nơi luôn. Nhất là nước ngoài. Nước ngoài bắt đầu từ từ lan tỏa ra tới nước ngoài nè. Tại vì thật sự mà nói, bây giờ mình ở nước ngoài mình cũng lo đi kiếm tiền, mà người ta biết niệm Phật, người ta có khi có muốn tu tập, người ta không tu tập được. Mà đi đến chùa có khi nhiều nơi người ta muốn niệm Phật, người ta không có cái phương pháp niệm Phật. Bây giờ có niệm Phật này đem lại từng nhà mình rồi còn gì nữa quý vị. Nhưng Đức nói thật sự mà nói nghe, cái thời đại này chúng ta có phước đó quý vị. Thời đại này chúng ta, các bạn truyền thông này mình có phước đó, nhưng mà là do mình không đủ duyên gặp phải thôi. Ở trên nó đầy đủ hết trơn, nhưng mà mình không có cái duyên để đưa đẩy mình gặp được cái phương pháp tu thôi. Mà bây giờ phương pháp tu này nó đã quảng bá rộng nè, nó quảng bá rất là rộng ra luôn. Nên người trong nước nên quảng bá ra, và người nước ngoài, ở ngoài nước ngoài, trong nước ngoài nước nên quảng bá rộng ra, để cho những người Việt Nam mình ở nước ngoài á, làm gì làm có thời gian được dụng công tu. Đây là nó dưỡng gì cái mặt tâm linh cho mình. Mà con người mà nó ít sân si rồi, nó sanh trí tuệ. Thật sự con người trí tuệ là quan trọng nhất mà quý vị. Nên ở chùa hộ pháp, ngay cái cổng chùa để câu là di tuệ thị nghiệp. Di chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của con người. Khi con người đã có trí tuệ quán chiếu được sự việc của cuộc sống, thì tất cả những sự phiền não khổ đau trong cuộc đời này sẽ tự tan biến. Hiểu không? Nên mới nói là trí tuệ là cái quan trọng nhất của đời người. Nếu người thiếu đi sự trí tuệ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị mù mờ, chuyện nhỏ xé cho to, nhiều việc chúng ta sẽ bị trói buộc trong cái dòng lẳng quẳng khổ đau, không cởi mở ra được. Thì phải nhớ rằng là cái sự khổ đau trong cuộc đời này chúng ta như một ghẻ vậy đó. Nếu như chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ biết để cho một ghẻ này nó tự kéo mài, nó lành tự nhiên. Còn nếu như mình thiếu trí tuệ, mình sẽ lấy cây mình soi một ghẻ này mỗi ngày luôn, soi nó giống như một cái mụn nổi, là nó sẽ tự lành quý vị, nó sẽ tự lặn và nó tự lành, và khi nó lành rồi nó không di căn qua cái mục khác. Nhưng mà người mà thiếu đi sự kiên nhẫn, thiếu trí tuệ là thiếu kiên nhẫn, hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ thấy tay chúng ta soi nó suốt luôn, cái gãi suốt rồi nặng đó,
Không khác nào mình làm cho nó phải vỡ nát sớm, vì nó chưa đến lúc già và rụng đi. Mình khử nó lúc còn non thì nó làm cho cái mục cái chỗ đó nó bị lầy ra và nó bị làm độc. Làm độc xong rồi mình tưởng nó là mình xức thuốc nó lành rồi, nhưng mà nó di căn qua mục khác. Hiểu không? Nó di căn. Giống như nó chưa tiêu được mà mình đã động nó, nên nó nhảy qua chỗ khác để nó mọc ra. Nên có nhiều người á, người ta nổi một cái mục nhọt một gì thôi, hay cái mục độc gì thôi, đúng ra nó không đến nỗi độc địa quá đâu. Nhưng mà do chúng ta soi bói nó, chúng ta nặng nó, chúng ta bóp nó, cuối cùng nó di găng ra thành một cái loại mục dữ dằn hơn, và nó đẩy mình vào cái chết. Đó. Nên sự khổ đau buồn chán trong cuộc đời này nó như một cái mục ghẻ, mục nhọt, nó sẽ tự lành thôi. Chúng ta cứ an định mình trong câu Phật hiệu đi. Cái an định mình trong câu Phật hiệu, cái an định trong cái thiện tâm đi. Nên niệm Phật là sanh trí tuệ, mà trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Trí tuệ có thể soi chiếu được những vạn vật thế gian vô thường, và nó có thể giúp cho chúng ta nhìn nhận được cái cuộc đời này trong cái dòng lẳng quẳng, chối buộc, và đi vào định luật nhân quả tự nhiên. Đã có sự sắp xếp về nhân quả, nếu có phước thì có phần, không cần nó cũng có nữa. Nhưng thiếu phước thiếu phần thì dù có đi chi cầu cũng không được gì. Nên trí tuệ có thể soi chiếu được chỗ này để giúp chúng ta bình định lại cái tâm mình. Nên cần có trí tuệ để an định tâm, để chúng ta sống được cái ngày tháng bình yên, hạnh phúc, dù là không giàu. Nhớ kỹ chỗ này. Nên có những con người chúng ta đang bị thử đách thách. Nhớ kỹ nha. Như bản thân Nhân Đức nè. Bản thân Nhân Đức, quý vị thấy cái sự thử thách cực kỳ lớn trong cuộc đời tu luôn. Sự thử thách có nghĩa là tới liên tục. Có nghĩa là tới đến mức mà thở không nổi luôn đó quý vị. Mà Nhân Đức đã phát cái nguyện lớn quá. Phát cái nguyện lớn. Nên có một vị này, ngài là Chí Giả Đại Sư, là như là bậc tái lai. Ngài tu cả đời tu giỏi lắm, hy sinh như đại chúng ghê lắm. Khi ngài cặn tử nghiệp, đệ tử của ngài hỏi: thầy tu cả đời tu giỏi như vậy, niệm Phật siêng năng như vậy, khi thầy cuối cuộc đời giảng sanh phẩm vị nào? Quý vị nghĩ giảng sanh là nắm chắc rồi. Đệ tử hỏi ngài là giảng sanh phẩm vị nào, quý vị nghĩ không? Cái câu này nó không đơn giản đâu nghe. Người là biết mình giảng sanh phẩm vị nào là mình đã giống như mình đại triệt đại ngộ đó quý vị. Niệm Phật mà đại triệt đại ngộ á. Đệ tử hỏi là thầy giảng sanh phẩm vị nào? Ngài trả lời một câu mà để nhắc những người hy sinh cho đại chúng mà có cơ hội giảng sanh nè. Còn nếu như mình hy sinh mà không có cơ hội giảng sanh thì mình chịu thua đó. Đúng không? Thì ngài Chí Giả Đại Sư, ngài trả lời rằng: ta giảng sanh hạ phẩm hạ sanh, là phẩm vị giảng sanh thấp nhất. Đệ tử kinh ngạc: thầy tu giỏi như vậy, lo cho đại chúng quá lo như vậy, vì sao thầy giảng sanh hạ phẩm hạ sanh? Rồi chúng con làm sao có cơ hội? Ngài nói một câu: ta lo cho đại chúng bị sinh. Quý vị biết rằng là khi Nhị Đức ở trong chùa, quý vị không có việc gì Nhị Đức không dính vô. Đến nỗi mà nghĩ về cái đại chúng mà lo cho mọi người mỗi ngày, rồi quanh năm họ không đi đâu quý vị. Những đức phải phương tiện trong mọi lúc mọi nơi với họ luôn. Nghĩa là nhiều cái thật sự mình không muốn ngồi chơi, hoặc là ngồi những cái chỗ ăn uống mà mình phải ngồi luôn. Có nghĩa là phải làm đấy vị, để cho cái chúng mình phải năng nổ làm việc lo cho những người đến chùa tu bồi dưỡng. Rồi giết rồi bản thân của mình thì biết lễ lọc xuyên suốt luôn. Rồi xong những đức là giết từ từ, không còn thời gian quân tập mỗi ngày lên chánh điện luôn, chạy tới chạy lui luôn. Có nghĩa là cái hy sinh mà không có phần giảng sanh. Còn Chí Giả Đại Sư, người ta hy sinh mà người ta có phần giảng sanh.
hạ phẩm và hạ sanh. Còn mình hy sinh mà không có phần giảng sanh, mà trong khi cái tâm mình muốn khuyên người niệm Phật thì giảng sanh cực lạc. Đó, bị coi thấy không? Nó cọ lại đi nhìn ra. Đó. Nên Phật Bồ Tát thấy mình có tâm quyết như vậy mà cứ cái đà này sao đem tịnh độ chia sẻ mà đi sâu được quý vị. Nên bắt đầu làm đến mức đến ngày đó rồi. Tới với mình ao bao nhiêu sự việc đến. Mình cũng nói rằng nợ ở thế gian này thôi mình trả phước cho rồi. Thiếu thì trả phước cho rồi đi. Còn ai thiếu mình thì mình cũng không muốn đòi làm gì. Còn mình thiếu ai, ai cần đòi mình trả phước cho rồi quý vị. Trong lòng phát nguyện gì? Tớ ập, kinh không quý vị. Tớ mà đến mức mà thật sự mà nói ngợp luôn, chịu không nổi luôn á. Giống như trên trời rớt xuống luôn quý vị, kinh thiệt. Ra tớ ngoài đời luôn. Đến nhà người ta ở. Ghê không? Mắc sạch tất cả luôn, giống như nếu mà nhìn nói câu thế gian là mất sạch tất cả luôn quý vị. Tất cả gì nỗ lực, cố gắng gì, bồi dưỡng gì, mất sạch hết tất cả. Cái khởi đầu đi đến nơi chùa đó, tạo dựng ra bao nhiêu đậu tràng, con người, vật chất. Ban đầu không có gì hai bàn tay trắng, mà tạo dựng lên ba điểm chùa, không đơn giản quý vị. Từ vật chất cho tới con người, với công sức cỡ nào chứ. Bao nhiêu cái chất xám bỏ vào, bao nhiêu sự tính toán suy nghĩ, khi đêm không ngủ nghe gì được luôn, phải tính toán sắp xếp, đưa phương pháp tu lại Quan Âm với người ta, tổ chức bao nhiêu chương trình kinh thiệt. Xong rồi quý vị thấy sạc một phát một sạch sẽ hết luôn, đi đến nhà người ta ở luôn. Nhớ kỹ câu đừng nói câu thiệt thòi nghe, đừng nói câu thiệt thòi, tuyệt đối đừng ai nói những đức thiệt thòi. Nhớ, vì mình muốn giảng sanh thì không có thiệt thòi. Đây là chia sẻ thôi quý vị. Chia sẻ dù bị có gặp sự cố vì cũng chưa chắc gặp nặng như những đức. Thấy không? Trung sự việc đến với mình kinh lắm. Quý vị coi bao nhiêu sự việc luôn. Nó, nghiệp duyên nó đến là không tưởng tượng. Từ một cái việc nhỏ nhất đi chăng nữa nó thành hình việc lớn luôn. Những đức thấy cái việc nó cực kỳ nhỏ luôn, hình thành việc lớn luôn. Như một câu nói mà miền quê thành thói quen á, của những đức quê miền Tây ấy, là thành thói quen của miền quê luôn vậy. Kêu chơi là tự nhiên luôn á, hình thành cho mình từ khi còn nhỏ. Mà một câu bình thường thôi mà trở thành một cái việc cực kỳ lớn. Vì thấy cái nghiệp mà đến, vì thấy kinh chưa? Cái nghiệp mà đến không tưởng tượng được, thấy chưa? Đây là những đức muốn nêu lên cho quý vị thấy rằng khi nghiệp chúng ta đã đến lúc đòi rồi, nhỏ cũng thành lớn nữa. Còn nó không có cái nghiệp này thì lớn nó cũng thành nhỏ nữa. À, đó, lúc này là lúc bạn chịu tu làm sao nè. Bao nhiêu sự việc, nó từ một năm, rồi vô thời hạn, rồi đủ chuyện hết. Bên ngoài xong rồi tới bên trong. Kinh không? Từ bên ngoài rồi tới bên trong. Bên trong rồi tứ tung lang tan hết chứ. Nó rồi xong. Văng ra khỏi bên trong, ra tới bên ngoài. Từ bên ngoài, việc bên ngoài xong, nhảy vô tới bên trong. Bên trong tứ tung lang thang, nhảy ra bên ngoài luôn. Rồi đi đến nhà người ta ở luôn. Từ cư sĩ làm người xuất gia, từ xuất gia đi làm cư sĩ, đi lên nhà người ta ở. Đó. Mà quý vị ngồi để ý cái người hướng dẫn mình tu nghe. Họ đi ra tới bên ngoài rồi, họ khác rất nhiều người đi ra bên ngoài. Vì đấy đi, nhiều người đi tu cũng gặp sự cố cũng đi ra ngoài hoặc hoàn tục có nhiều đấy chứ quý vị. Nhiều chứ. Nhưng những đức áp dụng cái câu của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài nói câu hay: nơi đông người niệm Phật không được thì lợi chỗ nơi ít người. Làm người xuất gia niệm Phật bị trở ngại thì làm cư sĩ niệm Phật. Miễn làm sao bạn niệm Phật, bạn hiện tướng nào niệm Phật đều tốt. Niệm đức áp dụng rõ ràng. Niệm đức làm người xuất gia cũng niệm Phật. Niệm đức khi làm cư sĩ ở nhà người ta, niệm đức càng dụng công tu. Vì thấy thời gian hơn một tháng nay, niệm đức tu với vị, vị thấy rõ ràng.
Tuy những đức quý vị không gặp ở ngoài, nhưng những việc những đức hàng ngày làm vì thấy rõ ràng hết. Một ngày năm thờ lên tu quý vị, vì thấy rõ ràng luôn. Lễ Quan Âm Bồ Tát chân thật lễ quý vị luôn, đúng không? Đâu có sai đâu. Ngày xưa ngoài đời đưa lên một chương trình gì quý vị chưa bao giờ lỡ hẹn, thì khi bước ra bên ngoài làm cư sĩ, những đức cũng không lỡ hẹn với quý vị. Thêm thờ khóa 9 giờ, thờ khóa 12 giờ khuya, những đức chưa bao giờ bỏ. Những đức mong sao những người niệm Phật khi lỡ nghiệp duyên đến với mình, chúng ta nên ngồi suy nghĩ lại. Có một con người họ lên cái danh cái lợi đến mức cao vô cùng, họ rớt từ ở trên xuống, họ bước ra bên ngoài rồi xong họ tiếp tục tu tập nữa. Phật pháp đừng bỏ, đừng bỏ Phật pháp. Và tự ngay hiền người nói một câu: niệm Phật giảng sanh là thật, tất cả việc là giả. Nhớ kỹ câu này nghe. Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Không, Ngài nói rằng Hòa Thượng Hải Hiền là niệm Phật đại triệt đại ngộ. Cảnh giới niệm Phật Hòa Thượng Hải Hiền là đại triệt đại ngộ. Mà Ngài nói một câu gì nè: niệm Phật giảng sanh là thật, tất cả việc khác là giả. Vì ngồi suy nghĩ đi. Nó, nếu người không hiểu thì người ta không chấp nhận. Nhưng vì ngồi suy nghĩ đi, trong cuộc đời này vì hãy suy nghĩ thiệt kỹ. Những người danh tiếng lẫy lừng, giàu sang phú quý, kẻ bưng người bợ, người tung hô lên, cuối cùng khi đến lúc tuổi già, bệnh đau, sự nghiệp tan tành, gia đình tan nát, có khi nằm hiu hắt, có khi vô viện dưỡng lão, nằm ngồi đó để chờ người ta đem từng miếng đồ ăn đến ăn, và ngồi ăn rồi đến khi ra đi chết. Thì coi cuối cùng có được gì đâu. Rất nhiều người giàu sang tiếng tăm, có những người ca sĩ rất nổi tiếng luôn, đến khi mà già bị lẳng vì bệnh này bệnh kia, rồi sự nghiệp ngày xưa tiếng tăm quá trời luôn, mất sạch hết luôn, không còn gì nữa cả. Chỉ tích được cái giờ là cái nghiệp ập đến với mình khi tuổi già. Nên mình tu tập còn trẻ mà nó đổ nghiệp, mình còn có sức chống đỡ được. Mình cố gắng tu tập để vượt qua, đến tuổi già mà tiêu nghiệp rồi nó khỏe. Còn tới già nó tích tụ nghiệp tới tuổi già, ghê lắm. Tiêu, đơ luôn. Không còn năng lực, trí tuệ gì để vượt qua được hết quý vị. Đáng sợ lắm. Nên nhớ cái câu, niệm Phật giảng sanh là thật, tất cả việc là giả. Nhưng việc hữu tình thế gian thiện thì làm được, cố gắng mà làm. Nhưng phải biết đó là duyên hợp và duyên tan. Phải tin chỗ này. Những ý nghĩ việc làm tốt, ý nghĩ việc làm này là tốt, nhưng đừng đặt vào cái tâm lành nặng nề. Tốt, hãy nêu lên điều tốt và muốn làm điều tốt, nhưng đừng bao giờ phan duyên. Khi không được làm thì buồn, đừng có chuyện này. 100% những đức sẽ không bao giờ có cái bệnh này nữa. Vì sao? Vì những đức làm đến mức mà nó muốn ngán luôn rồi, còn cái gì nữa quý vị. Lễ hội những đức tổ chức đến mức mà những đức mà gọi là ớn lạnh luôn rồi. Nhưng mà việc thiện, việc tốt thì làm được những đức sẽ làm thôi. Nhưng mà những đức sẽ không bao giờ dính vào cái câu nói của những đức đâu. Như vậy là khỏe lắm của những đức rồi. Một ngày mấy ngàn người cùng tu những đức, một đạo tràng mấy ngàn người tu. Như buổi sáng nay nè, hôm qua lễ Quan Âm mà sáng nay cũng 1.500 người cùng tu đó. 1.500 thành viên tu đó, bị nghĩ cỡ nào chưa? Đó. Nên từ nó một ngày là mấy ngàn người cùng tu những đức luôn. Ngày nào cũng vậy. Thứ bảy chủ nhật càng đông hơn. Nó lễ vía Quan Âm thì rất là đông người, đâu phải ít đâu. Nó lan tỏa càng ngày càng rộng ra. Nên những đức nói vì những đức là cái việc cái đà về cái danh á và cái lợi á, rồi á tổ chức lễ hội tập trung con người á. Thật sự quý vị, bây giờ mình nhớ đến những đức bị ớn luôn, quý vị giận ốc mình luôn. Nó thật 100% quý vị luôn. Nên những gì mà bây giờ những đức nói tổ chức chương trình này chương trình kia, những đức nói là cái điều hữu tình chúng sanh thôi. Còn được không được, những đức không có bao giờ bận tâm nặng nề đến đâu. Vì như vậy là khỏe nhất, và cơ hội giảng sanh những đức cực kỳ cao luôn. Vì không cần bận tâm gì, mỗi ngày cứ tu tập thôi. Đây là cái cơ hội giảng sanh cực kỳ cao. Nhưng mà ở cõi đời này hữu tình chúng sanh, lợi ích chúng sanh, những đức sẽ không bao giờ bỏ nếu có cơ hội làm được. Thật sự mà nói, những đức rất là thương quý vị. Có những lúc những đức cũng thật sự muốn hội ngộ với quý vị, gặp quý vị đó. Tại vì sao? Vì ở cõi đời là hữu tình chúng sanh quý vị à.
nửa năm một năm gì gặp nhau một lần để cùng tu tập. Có khi mấy chục ngàn con người cũng là cái đặc biệt để mà lấy cái duyên đó đi hoằng truyền tịnh độ. Đó. Rồi xong trở về nhà mình lo tu, mỗi nhà mình lo tu những đức giờ cũng là cư sĩ rồi, hiểu không? Đó, nên những đức nó nhớ, nghĩa là những đức nhắc vì vậy nhớ, niệm Phật giảng sanh là thật, tất cả việc khác là giả. Câu này rất hay. Phiền não như một mục ghẻ vậy đó, hãy để tự lành, đừng nên soi bói nó. Những câu những đức nói lại nó quan trọng của đoạn nói chuyện mình đó. Phiền não như một ghẻ, trở ngại vì chồng, vì vợ, vì con, vì gia đình, vì nghèo khổ như một ghẻ vậy đó. Sự quân bình nó sẽ tự nhiên, bạn đừng lo. Ba bữa cơm của bạn sẽ không thiếu. Bạn càng dãy dùng trong đó thì giống như con voi mà xa lầy vậy đó. Cái cõi đời này bạn nhớ nghe, sự phiền não chồng, vợ, con, nghèo, khổ, bạn càng dùng dãy thì giống như là con voi xa lầy vậy đó. Bạn hãy dành thời gian niệm Phật đi. Bạn dành thời gian niệm Phật đi, bạn bình tĩnh cái tâm bạn đi. Thì ba buổi cơm bạn vẫn bình thường thôi, nhưng bạn lại không tạo ra cái nợ. Bạn không tạo ra cái nợ. Bạn thấy người ta nhà cao cửa rộng, bạn thấy người ta giàu, bạn cũng mong muốn gia đình mình, con cái mình, vợ chồng mình cũng như vậy. Thì có chừng bạn nhào ra, bạn sẽ xa lầy, bạn sẽ tạo thêm một đống nợ mà bạn phải bận tâm. Rồi bạn làm cực bao nhiêu, bạn đem tiền lời bạn đưa cho người ta ăn, còn bạn thì tiếp tục mà bận tâm nợ nần, không có thời gian tu tập. Nếu như bạn là người có phước thật sự, bạn hãy bình tĩnh đi, không sao đâu. Con cái có phước thì có phần, bạn cứ yên tâm đi. Người xưa đã nói một câu rất hay, dù là không tu, các ngài cũng nói một câu cực kỳ hay, là cả đời các ngài chiêm nghiệm và hỏi tụ lại một câu: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Mình làm ông bà cha mẹ người ta đừng làm mất đức thôi, đừng hại người, thủ đoạn với người để lấy của cải thôi, đừng làm những điều đó thì là có đức đó. Thì con cháu đã có đức có phước thì con cháu tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Tuy đứa này nó nghèo thiệt là nghèo, nhưng lạ thay sẽ có người giúp đỡ nó thành công. Nó có người giúp đỡ, bạn không để của cải gì hết nhưng có người giúp đỡ nó. Thằng con trai bạn nhà rất nghèo, nhưng lạ thay nó có phước. Nó không có tiền, nhưng tiền người ta tạo sẵn để sẵn rồi. Tự nhiên nhà con nhỏ vợ nó giàu thiệt giàu, thương nó, nó nhào vào, nó lấy. Cuối cùng gia đình thương nó, bắt gửi luôn một đống của cải vào tay nó luôn, khỏi cần làm. Nó có phước có phần, hiểu chưa? Nó vì nhớ kỹ điều này á, phải tin đi. Đừng bao giờ dùng dãy, càng dùng dãy thì càng lún sâu à. Nó, hiện tại ví dụ như bạn đang thiếu nợ hay là này kia, bạn cứ làm, bạn trả lay rai đi. Còn bạn buồn, bạn lo, bạn nặng nề đầu óc thì bạn sẽ tiếp tục bạn bư chải, lấy đầu này đắp đầu kia, lấy đầu kia đắp đầu nọ, nhưng đắp không xong mà tự đào hố ngay chỗ của bạn. Tự đào hố ngay chỗ của bạn, và cuối cùng bạn té xuống cái hố đó, lấp bạn ngay chỗ đó rồi xong, nợ nần bạn vẫn một đống luôn, không giải quyết xong luôn 100%. Nhưng khi bạn niệm Phật, bạn sanh trí tuệ, bạn sẽ bình tĩnh, bạn sẽ biết đường nào đi, bạn sẽ biết cách nào để giải quyết. Nó sẽ giải quyết từng công đoạn, công đoạn, công đoạn, công đoạn. Tiếp tục vận dụng công tu nữa, nó giải quyết từ từ. Lạ thay, từ từ nó lại xong. Cái việc niệm Phật không đơn giản chút nào, nó thật sự. Đừng bao giờ cho rằng niệm Phật không được gì. Được cái trí tuệ là cái cực kỳ quan trọng. Mà trí tuệ là gì? Là bình tĩnh. Trí tuệ là bình tĩnh. Khi đụng sự việc, bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Đó. Thì vì thấy những đức trên trời rớt xuống nhờ niệm Phật, bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Vừa đi đến nhà người ta chiêu lại là vô thời khóa tu với vị liền. Như người ta phải hồi phục thời gian một tuần hai tuần luôn. Mà tuần hai tuần nó lạc rồi, nó lạc cái trang rim mình rồi. Chánh thủ dứt thời gian luôn quý vị. Đến nhà người ta xong là chiêu lại vô từ khóa tu tới bây giờ luôn, hình thành luôn. Bây giờ trở thành một cái trang rim mà gọi là thật sự quý vị. Từ trong nước ngoài nước quý vị đi tìm đi, khó tìm rồi đó.
Nó có nghĩa là đây là cái sự nỗ lực cố gắng vì người mà thành công được gì. Cái cảm xúc ngày hôm nay mình vừa lễ Quán Âm xong quý vị, cảm xúc dạt dào. Nên nhớ kỹ, hãy cố gắng niệm Phật đi quý vị. Chúng ta là những người hữu duyên tuyệt vời gặp nhau trong cuộc đời này. Tuy là cõi ngũ trược ác thế nhiều xưa thứ khổ đau, nhưng ta lại nắm được cái pháp niệm Phật. Những đức sẽ đồng hành quý vị, sẽ đồng hành quý vị cả cuộc đời này. Năm nay những đức 43 tuổi rồi, đâu còn nghĩ tới chuyện gia đình vợ con gì quý vị. Ai mà tuổi 43 tuổi này mà đi nhào vô làm gì. Phải cố gắng thôi chứ không nói gì. Không nói trước thôi, không nói trước, nói trước luôn. Hiểu chưa? Phải nói trước để cố gắng. Hiểu không? Bước ra ngoài này thì cũng có nhiều mẻ lắm, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Mẻ sồn sồn đồ chứ không có đơn giản đâu quý vị. Nó thì quý vị thấy những đức mà tuy xấu xí đồ gì chứ cũng nhiều mẹ cũng thương yêu lắm, chứ không có chuyện giỡn chơi đâu quý vị. Ừ. Nên ngộ thay vậy đó. À, nên từ nơi đó phải thật sự cố gắng. Vì mình nghĩ 43 tuổi rồi đem một mẹ về thì cuối cùng quý vị nghĩ đi, ôm cái gánh nặng mà còn bị chối buộc nữa, được cái gì đâu. Nên chúng ta sẽ đồng hành với quý vị, cùng niệm Phật cả đời, chúng ta cùng tu. Mỗi ngày tu xong tâm sự gì đó, để những cái người nào mà chúng ta bị thiếu thốn tình cảm, còn buồn chán gì đó, hay là quý vị bị thổn thức lương tâm gì đó, nó xoa dịu cái tâm tư quý vị qua những cái buổi nói chuyện, giúp cho quý vị bình an. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi ngày, mỗi buổi sáng những đức trao đến cho quý vị đó. À, món quà tinh thần nó còn hơn, nó còn giá trị hơn nhiều món quà vì vật chất nữa đó quý vị à. Có những người người ta vật chất rất nhiều mà người ta chưa được bình an đâu. Còn những đức trao quý vị những món quà tinh thần từ đạo tới đời luôn. Quý vị nhớ hồi xưa những đức ở trong chùa không? Những buổi nói chuyện những đức quý vị biết nó so dịu bao nhiêu người cô đơn chưa? Nó so dịu bao nhiêu người bị bỏ rơi chưa? Rồi nó giúp cho bao nhiêu người mà tính nhảy sông tự tử mà cuối cùng đi lên, lên cầu ngắm sao chưa? Nó... bao nhiêu người nghe những đức mà người ta hồi phục cái tâm luôn á, là từ trong đạo giờ bây giờ bước ra đời tiếp tục làm cái vai trò đem năng lượng truyền tải, hiểu không? Sáng tu xong thì thấy không, nó làm mình hừng hực hực cái tâm, cho mình một sự tự tin làm cuộc đời này đều có sự sắp xếp. Đừng lo, bạn đừng nặng nề, bạn đừng nhìn thấy đứa con mình đang quậy như vậy, nó đang như vậy bạn sẽ buồn chán, bạn sẽ thấy nó cuộc đời không có ngày mai, nó sẽ tiêu rồi. Không phải đâu bạn, chưa chắc đâu. Như bản thân những đức cũng không ngờ cuộc đời của mình như thế nào. Con của bạn, bạn cũng không ngờ được nó như thế nào đâu. Bữa nay nó hư như vậy mà ai biết một ngày nào nó hồi phục một phát thôi, người ta đi 10 năm 20 năm cũng không bằng nó đi một tháng. Bạn yên tâm đi, bạn hãy niệm Phật, bạn hãy tu đi, bạn hãy bình yên cái tâm đi, bạn đừng nên nặng nề, bạn đừng lo âu, bạn hãy lo bạn chỉnh tâm bạn, bạn hãy chỉnh được người khác. Bạn chưa chỉnh được bạn tâm bạn sao bạn chỉnh người khác? Nhà mình quét chiếu sạch làm sao quét nhà người quý vị? Cái này là cái cực kỳ quan trọng đó, nên hãy bình an cái tâm đi, đừng nên soi một ghẻ này nữa. Một ghẻ này nhiều đời nhiều kiếp nó làm động hoài, càng soi thì càng làm động à. Nó càng nghĩ buồn thì càng buồn nha, càng nghĩ nghèo thì càng nghèo. Nó nghèo của tâm, nó buồn của tâm. Nó càng nghĩ hô thì nó hô à. Nó những đứa gặp một cái cô này hô hô y gan những đứa ngày xưa, mỗi lần bà cười là bà cứ gì nè, cứ gì nè, cứ gì nè. Để nó cô bỏ cái tay xuống, từ hôm nay mình đưa nó luôn, để cho nó bay ra đi, đừng dồn nó vào nội tâm nữa. Hồi xưa những đức cũng như cô hô tối ngày cứ mà nó càng lòi cái hô ra, chứ đâu phải hết đâu quý vị. À, nó hô mà bây giờ mà càng ém lại thì nó càng lòi hô ra, chứ có hết đâu quý vị. Thì nghĩ đi, nên từ nơi đó mà sao bây giờ chúng ta đưa ra luôn, chấp nhận sự thật của nó đang hô rồi. Nhưng những đức làm sai cái gì, những đức đâu có giấu quý vị đâu. Để những đức coi những con người quý trọng những đức và cho những đức cơ hội bao nhiêu con người thật lòng với những đức. Đó. Mình đã sống ở trong cái giả tạm cuộc đời, mình cứ che giấu mãi, mình tưởng nó bao nhiêu người thương yêu mình, bao nhiêu người bảo vệ mình,
Nhưng khi gặp sự cố đùng một cái là người ta đều trở mặt quay lưng. Bây giờ đến lúc chúng ta phải phơ bày cái ánh sáng để coi bao nhiêu con người nhớ tình nghĩa xưa mà còn quan tâm mình hay không quan tâm mình, để mình biết. Đừng nên dối mình, đừng nên dối mình, gạt mình để tưởng rằng nhiều người quý trọng mình. Có những cái trước mặt tưởng đó là rất thương yêu quý trọng, nhưng không ngờ nội tâm đã hư hoại rồi. Chúng ta cần giây phút này để đo lường lòng người, coi những người nào không thích hãy tự mà mở ra ánh sáng đi quý vị, để bản thân mình không bị mù mờ trong những cái tình cảm giả tạm nữa. Thấy không? Rõ ràng chưa? Nên á, trong chùa có bà cụ bà Châu á, cái bà mà quậy quậy nhất trong chùa hộ pháp á, hộ cấp những đứa gặp nạn, bà nói một câu nói vậy nè: thầy bây giờ gặp nạn là Phật A Di Đà đưa thầy một cái thước để đo lòng người, mà 10 năm chờ thầy sống trong ngôi Tam Bảo thầy lo cho họ đó. Bà nói câu nói những đứa kinh ngạc ghê. Sau này những đứa mới càng gì sao, những đứa nói công nhận bà này nói câu ghê chèn, công nhận thiệt. Cuối cùng những đứa làm cư sĩ đúng rõ ràng vì duyên những đứa với cư sĩ. Trong cuộc đời những đứa đi tu 15 năm chờ, nếu nói gì mặt thuận, không có một người bạn xuất gia nào với mình đồng hành, ghê chưa. Nhưng khi bước làm cư sĩ, từ trong chùa bước ra thì có 3 người phụ nữ vớt cuộc đời của mình. Đi coi, anh em nam đồ quá trời luôn, đi tu đồng hành thì lúc mà làm việc đông quá trời đông, một phát một, tính trên đầu móng tay, tính trên đầu móng tay những người có thể tiếp tục đồng hành với mình, ghê chưa. Nên như Đức có nói câu là khi gặp nạn mới biết tình bạn như thế nào. Nhớ câu nghe, khi gặp nạn mới biết tình bạn như thế nào. Rồi bạn một ngày nào bạn sẽ gặp thôi, bạn hãy chờ xem. Nếu cuộc đời của bạn tu mà không gặp gì thì bạn tu dở quá rồi. Một ngày nào bạn sẽ gặp thôi. Bạn ơi, bạn nó không có tha cho bạn ơi, nó sẽ đến với bạn mà thôi. Hôm nay cười người, ngày mai người cười mình bạn à. Nên những đứa mới nói rằng khi bước ra 3 người phụ nữ, 15 năm những đứa đi tu xong bước ra 3 người phụ nữ không quen thân gì xuất hiện trong cuộc đời những đứa, vớt những đứa về nhà. Quý vị coi kinh khủng chưa. Một bà 45 tuổi, bà cũng điên điên giống những đứa, mà có bằng lãnh lắm nha quý vị, tưng tưng giống những đứa hoặc bác vậy đó. Miệng mờ mà quý vị nói chuyện ra cũng dễ mít lòng người khác lắm, nhưng mà tâm rất tốt. Đến tận nơi những đứa giữa đường xá mà rước những đứa về. Một người 70 tuổi, tháng tuổi mẹ mình, nhà của cô. Một người thì có chồng mà theo nấu cơm cho những đứa ăn, cũng 50 tuổi. Lớn không mà quý vị yên tâm đi. Bây giờ tôi sợ người trẻ lắm. Nên Phật ban cho 3 người lớn tuổi, thấy chưa. Nên quý vị biết những đức nói đây cho quý vị thấy rằng nè, những đức tổ chức tu cho quý vị gì đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Đâu phải chuyện đơn giản mà tự nhiên những đức làm được một cái việc gì đâu. Phải có người hộ trì những đức đó. Rồi cũng có những người tiếp tục trong cái lúc những đức khó khăn nhất, họ đến giúp đỡ cho những đức. Phật không phụ lòng người đâu quý vị. Người có lòng Phật không phụ đâu, yên tâm đi. Đó, đó là từ trên trời rớt xuống đó. Bữa nay tâm sự quý vị nhiều đó, tâm sự rất nhiều đó. Nó, thấy không, nó không đơn giản đó. Con người này về sao đồng hành với quý vị, họ sẽ rất biết ơn quý vị, vì chính quý vị đã cho họ cơ hội, và chính quý vị đồng hành với họ. Quý vị đang bồi dưỡng những đức về sao trở thành có người, người có năng lực thật sự. Để đem tình độ giới thiệu luôn, quý vị là người bồi dưỡng với những đức đó, thì cứ yên tâm đi. Cái ơn quý vị những đức cả đời đem tình độ giới thiệu, những đức sẽ dùng đa dạng phương tiện, dùng cái đầu óc của mình, cái trí não của mình để làm sao, dùng nhiều cách để mà giúp cho chúng sanh niệm Phật. Đó là trả ơn quý vị đó, thật sự luôn. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói nếu không có Hàng Quán Trưởng, không có tôi ngày hôm nay, những đức bây giờ nói nếu những đức không có quý vị
sau này sẽ không còn những đức tồn tại. Nhớ kỹ nghe, trong lúc những đức khó khăn nhất, những đức không có quý vị, sau này sẽ không bao giờ có người những đức. Sau này của 10 năm, 20 năm sau đâu quý vị, 30 năm sau không có người những đức đó đâu. Thấy không? Bây giờ không có những đức ngồi đây quý vị đâu. Thấy không? Nên những người mà sau này mà kể tội những đức nói rằng quý vị không có cơ hội đó. Tại vì nếu như những đức bây giờ đi ra đời, đi có vợ, đi ăn chơi luôn thì quý vị không có còn cái gì để quý vị nhắc đến những đức đâu. Chứ đừng nói chi là kể tội của những đức, hiểu chưa? Nó tội những đức tự những đức đã kể rồi, những đức đã nói rồi, những đức không che giấu ai đâu. Đó. Nên bây giờ là những đức là người đồng hành và gan dạ vì sao? Càng gan hơn ở trong chùa nữa. Trong chùa đã gan rồi, bây giờ còn gan dữ hơn nữa. Là vì sao? Vì còn có một mạng này cũng không còn gì nữa quý vị ơi. Nhiệt tình đem bóng tình độ này giới thiệu luôn. Đó, nên mong quý vị cố gắng niệm Phật, gặp được một con người tuy là nhìn cũng khùng khùng điên điên nhưng mà lại có tâm huyết, lại chịu tu với quý vị cả ngày lẫn đêm. Có ai không? Có ai nói mà làm với quý vị chưa? Có ai tu với quý vị không? Vì tìm đi. Nó có ai chịu tu với quý vị mỗi thờ không? Nó có ai lại quý vị 3000 lại không? Có ai trong khổ đau đứng lên không? Đó là cái vị hãy xem lại. Sự thất bại của những đức cũng chưa chắc thất bại về sau đâu. Nên mọi người cố gắng mà niệm Phật. Đời này nhất định chúng ta phải về thế giới cực lạc gặp nhau nghe quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.